Quý vị và các bạn thân mến, như quý vị và các bạn cũng đã biết, giá vàng thế giới đã thất bại trước ngưỡng 1.900 USD trên một ounce và tiếp tục hành trình giảm giá trong những phiên đầu tuần. Và diễn biến này cũng khiến giá vàng SJC trong nước không thể mãi đi ngược chiều và cũng đã quay đầu giảm, tuy nhiên vẫn bám dính trên ngưỡng 57 triệu đồng trên mỗi lượng. Xin được kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với bản tin cập nhật giá vàng buổi sáng ngày hôm nay, ngày 10 tháng 6 năm 2021 được phát trên kênh Giá Cả Thị Trường. Ở bản tin này, chúng tôi xin được gửi tới quý vị và các bạn một số thông tin về thị trường giá vàng trong nước cũng như trên thế giới. Phần tiếp theo là bảng giá vàng trong nước được cập nhật mới nhất trong phiên đầu giờ sáng ngày hôm nay và sau đây là nội dung chi tiết. Quý vị và các bạn thân mến, đầu tiên sẽ là một số thông tin của thị trường vàng thế giới. Như quý vị và các bạn cũng đã biết, áp lực phục hồi của đồng USD đã khiến giá vàng thế giới giảm trong phiên giao dịch cuối ngày 8 tháng 6, làm bỏ lỡ ngưỡng 1.900 USD từ thời điểm này. Theo như nhận định tiếc nuối của nhà quản lý cấp cao tại quỹ Atavet, Mitchell Ambutter, nếu lợi suất trái phiếu Mỹ giảm xuống mức thấp hơn so với ở hiện tại, có thể giá vàng đã lập đỉnh. Tuy nhiên, ngay trong phiên đầu tuần này, lợi suất trái phiếu Mỹ thời hạn 10 năm đã tăng lên mức 1,56%, lợi suất trái phiếu cao khiến vàng giảm sức hấp dẫn do chi phí cơ hội của việc nắm giữ vàng và các loại tài sản không mang lại lợi suất khác tăng lên. Giá vàng giao ngay trên sàn giao dịch Kitco vẫn đang tiếp tục hành trình giảm giá. Và ở thời điểm hiện tại, rạng sáng ngày hôm nay ngày 10 tháng 6 theo giờ Việt Nam, vàng thế giới tiếp tục suy giảm 3-4 USD, hiện tại đang giao dịch quanh ngưỡng 1.888,92 USD trên ao. Phạm vi giao dịch thấp nhất là 1.887,15 cho đến mức cao nhất là 1.898,89 USD, hợp đồng vàng giao ngay giảm 0,18%. Và ở thời điểm hiện tại, giá vàng đã giảm nhẹ nhưng phe đẩy giá vẫn nắm quyền kiểm soát, liệu rằng có giúp giá vàng bật tăng hay không? Giá vàng đã tiếp tục giảm nhẹ trong suốt phiên giao dịch ngày hôm qua do hoạt động chốt lời thường xuyên từ các nhà giao dịch tương lai. Tuy nhiên, bên bán đã có phần kiềm chế bởi các biểu đồ kỹ thuật đều cho thấy sự tăng giá đối với cả vàng và bạc. Tuy nhiên, những người mua vàng với mục tiêu trú ẩn an toàn hiện vẫn chưa nhiều do tâm lý e ngại rủi ro trên thị trường toàn cầu chưa đến mức báo động. Trong khi đó, thị trường chứng khoán toàn cầu biến động trái chiều, giao dịch có vẻ trầm lắng. Hiện tại, thị trường tương đối bình yên với những lo lắng về rủi ro không được đánh giá cao trong bối cảnh không có nguy cơ lớn nào về địa chính trị. Trong bản tin ngày 8 tháng 6, nền kinh tế khu vực đồng euro đã giảm 0,3% trong quý đầu tiên của năm nay so với quý 4 năm ngoái. Về mặt kỹ thuật, các nhà đầu cơ giá vàng kỳ hạn tháng 8 đang có vẻ lợi thế về tổng thể trong ngắn hạn, trong bối cảnh xu hướng tăng giá đã kéo dài tới tuần thứ 9 trên biểu đồ hàng ngày. Mục tiêu tăng giá tiếp theo của Fibun sẽ là tạo ra mức đóng cửa trên mức kháng cự vững chắc 1.950 USD trên một ao. Trong khi đó, mục tiêu giá giảm trong ngắn hạn của Fibun là đẩy giá tương lai xuống dưới mức hỗ trợ kỹ thuật vững chắc ở 1.850 USD trên một ao. Mức kháng cự đầu tiên được nhìn thấy là 1.912,3 USD và sau đó là mức cao nhất trong tháng 6 là 1.919,2 USD trên ao. Mức hỗ trợ đầu tiên được nhìn thấy giá trị thấp nhất vào hôm thứ Hai ngày 7 tháng 6 ở ngưỡng 1.883,7 USD và sau đó là 1.866,7 USD trên một ao. Trong những ngày tới, nhà đầu tư trên thị trường sẽ thận trọng chờ đợi dữ liệu kinh tế Mỹ. Trong đó dự kiến số liệu lạm phát tháng 5 được công bố vào ngày thứ Năm, tức là ngày hôm nay ngày 10 tháng 6, để được điều chỉnh áp lực lạm phát và dự đoán những động thái mới trong chính sách tiền tệ của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed. Trong tuần trước, báo cáo việc làm thấp hơn so với dự báo của Mỹ đã dập tắt dự đoán Fed sẽ sớm thu hồi các biện pháp kích thích kinh tế. Và bên cạnh đó, việc đồng USD và lợi suất trái phiếu Bộ Tài chính Mỹ giảm đáng kể sau khi báo cáo này được công bố đã giúp giá vàng lấy lại ngưỡng 1.900 USD trên một ounce. Trong khi đó, chỉ số lạm phát tháng 4 đã tăng 4,2% so với cùng kỳ năm trước và như vậy ghi nhận mức tăng cao nhất kể từ năm 2018. Nếu số liệu lạm phát vẫn tiếp tục tăng trong tháng 5, nó có thể khiến Fed rút bớt chính sách hỗ trợ kinh tế hiện tại. Theo chuyên gia ngân hàng Commerzbank, ông Carter Ford nhận định rủi ro lạm phát giá cả tiêu dùng sẽ ngày một lớn dần hơn. Cũng theo dự đoán của chuyên gia Ford, dấu hiệu áp lực lạm phát tăng cao có thể khiến Fed phải giảm quy mô mua trái phiếu, khả năng này sẽ đến trong quý 4. Tuy nhiên, nó không đồng nghĩa lãi suất sẽ tăng. Còn theo đánh giá của Hội đồng Vàng Thế giới, vàng vẫn được nhìn nhận là một tài sản đầy hứa hẹn đối với các nhà đầu tư khi áp lực lạm phát tại các nền kinh tế lớn gia tăng. Nói tóm lại thì, dữ liệu kinh tế của Mỹ dự kiến có ảnh hưởng trái chiều tới thị trường vàng. Về mặt tích cực, vàng được xem là hàng rào chống lại lạm phát, vì vậy chỉ số này cao sẽ giúp vàng trở nên hấp dẫn hơn.
Quý vị và các bạn thân mến, trên đây là một số thông tin của thị trường vàng thế giới, mà thị trường vàng trong nước thì thường biến động theo xu hướng của thị trường vàng thế giới. Do đó mà thị trường vàng trong nước ở phiên đầu giờ sáng ngày hôm nay biến động như thế nào? Sau đây kính mời quý vị và các bạn cùng bước vào một số thông tin của thị trường vàng trong nước. Như quý vị và các bạn cũng đã biết, giá vàng SJC cuối ngày hôm qua, ngày 9 tháng 6 chốt phiên giao dịch tiếp tục giảm trong khoảng từ 50.000 cho đến 100.000 đồng trên lượng. Cụ thể là tại công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn, giá vàng SJC giữ nguyên không đổi ở cả hai chiều mua vào và bán ra so với phiên đầu giờ sáng ngày 9 tháng 6. Tại ba hệ thống bao gồm tập đoàn Phú Quý, tập đoàn Doji và Bảo Tín Minh Châu, giá vàng SJC đồng loạt điều chỉnh giảm nhẹ 50.000 đồng trên lượng cho cả hai chiều mua vào và bán ra. Còn tại hệ thống PNG, giá vàng trong nước cuối phiên cũng giảm 100.000 đồng trên lượng ở cả hai chiều mua vào và bán ra ở cả hai chi nhánh Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh. Để quý vị và các bạn biết rõ hơn về thị trường vàng trong nước, sau đây chúng tôi xin gửi tới quý vị và các bạn bảng giá vàng chi tiết được cập nhật mới nhất trong phiên đầu giờ sáng ngày hôm nay, sáng ngày 10 tháng 6 năm 2021 như sau. Nhìn chung, ở thời điểm này, giá vàng tại thị trường vàng trong nước cũng chưa có sự điều chỉnh nhiều về giá. Đầu tiên là giá vàng SJC tại các tổ chức lớn, SJC Hồ Chí Minh từ 1 cho đến 10 lượng, mua vào 5.665.000, bán ra 5.725.000. SJC Hà Nội, mua vào 5.665.000, bán ra 5.727.000. Doji Hồ Chí Minh, mua vào 5.670.000, bán ra 5.725.000. Doji Hà Nội mua vào 5.665.000, bán ra 5.720.000. Tại hai hệ thống PNG Hồ Chí Minh và PNG Hà Nội, chiều mua vào là 5.665.000, bán ra 5.725.000. Phú Quý SJC mua vào 5.665.000, bán ra 5.720.000. Tiếp theo là giá vàng ở một số ngân hàng. Đầu tiên là ngân hàng Eximbank, mua vào 5.660.000, bán ra 5.710.000. Ngân hàng ACB, chiều mua vào 5.660.000, bán ra 5.705.000. Tiếp theo là giá vàng ở một số các tỉnh thành phố. Đầu tiên là SJC Đà Nẵng, mua vào 5.665.000, bán ra 5.727.000. SJC Nha Trang, mua vào 5.665.000, bán ra 5.727.000. SJC Cà Mau, mua vào 5.665.000, bán ra 5.727.000. SJC Bình Phước, chiều mua vào 5.663.000, bán ra 5.727.000. SJC Huế, mua vào 5.662.000, bán ra 5.728.000. SJC Biên Hòa, mua vào 5.665.000, bán ra 5.725.000. SJC tại miền Tây, mua vào 5.665.000, bán ra 5.725.000. SJC Quảng Ngãi, mua vào 5.665.000, bán ra 5.725.000. SJC Long Xuyên, chiều mua vào 5.667.000, bán ra 5.730.000. Tiếp theo là giá vàng bố số 9 và vàng nữ trang SJC. Đầu tiên là nhận bố số 9 từ 1 cho đến 5 chỉ, chiều mua vào 5.280.000, bán ra 5.340.000. Vàng bố số 9, mua vào 5.240.000, bán ra 5.310.000. Vàng 24K, mua vào 5.157.400.000, bán ra 5.257.400.000. Vàng 18K, mua vào 3.797.900.000, bán ra 3.997.900.000. Vàng 14K, mua vào 2.911.000, bán ra 3.111.000. Vàng 10K, chiều mua vào là 2.029.500.000, bán ra 2.229.500.000. Quý vị và các bạn thân mến, những nội dung trên đã khép lại bản tin giá vàng buổi sáng ngày hôm nay của chúng tôi. Quý vị và các bạn hãy đăng ký kênh cũng như tích vào quả chuông ngay bên cạnh để không bỏ lỡ những bản tin mới nhất. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những bản tin tiếp theo.